Xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Rất vui được gặp lại các anh các chị trong buổi báo giá trực tiếp trên trang fanpage ô tô Hiền Kim Luxury Car Hải Dương, có địa chỉ duy nhất tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình. Các bác, các anh, các chị quan tâm, yêu thích xin vui lòng gọi trực tiếp đến số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Nếu có thời gian thì em kính mời các anh các chị ghé về showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Ngày hôm nay thì em về thêm những cái mẫu xe. Hôm nay em đã có tại showroom một chiếc Elantra số tự động 2017 bản 2.0 và thêm một chiếc Hyundai Tucson form mới bản đặc biệt cuối 2019 model 2020, rồi những dòng như Kia Rio. Và em đang trên đường về thì có Hyundai Accent form mới số sàn 2021, rồi có K3 màu vàng cát 2014 giá tầm khoảng trên 400 số tự động. Thì các bác anh các chị cứ theo dõi nhé. Yêu thích mẫu xe nào thì có thể để lại bình luận ở phía dưới, hoặc dành một chút thời gian ghé về showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, hoặc liên lạc cho em qua số hotline. Xem kênh thì đừng tiếc một nút chia sẻ ủng hộ cho em. Cảm ơn anh Văn Thìn ạ, cảm ơn em Linh Tuti, cảm ơn anh Nguyễn Đình Dũng. Em chào anh Nguyễn Hưng Hà Nội nhé. Em chào anh Giai Hậu Kim, chào anh Tuấn Mã, chào anh Vũ Khôi. Các bác, anh, các chị xem kênh của em Hiền Kim thì đừng tiếc một nút chia sẻ giúp em với ạ. Cả nhà chia sẻ giúp em nhé. Hôm nay em đã có Hyundai Tucson về đây rồi ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Được, anh Nguyễn Đình Dũng quan tâm Hyundai Tucson xin vui lòng giữ máy giúp em. Em cảm ơn anh Bông Vượng. Các anh, các chị xem thì kể cả mưa hay không mưa thì cũng không sao đâu ạ. Mình xem về niềm đam mê, xem để có động lực và xem để biết hơn thị trường xe cộ nó có nhiều mẫu mã như thế nào. Bên em thì cũng tập trung chủ yếu dòng xe tầm từ 300 đến 1 tỷ, nên là cái khuôn tiền nó cũng tầm tiền, thì anh chị có thể cân đối và mình tham khảo. Anh ơi, Camry thì em có là 2016 bản 2.5Q, em đang chào bán là 810 triệu. Fortuner 2017 máy dầu em đang tạm hết anh Minh Hoa. Em chào anh chị Thúy Hoàng, em chào anh Thái Sơn. Camry Tucson em có, các bác canh các chị xem Camry và xem Hyundai Tucson giữ máy giúp em sẽ báo giá hai chiếc xe này luôn ạ. Chiếc xe đầu tiên là chiếc xe Toyota Camry bản 2.5Q. Đây ạ, 2.5Q. Xe chạy 4 vạn, lốp còn zin theo xe cả dàn, rất là đẹp luôn. Sản xuất 2016, em đang chào bán là 810 triệu. Có trách nhiệm rút hồ sơ cho các bác, hỗ trợ banh nếu các anh, các chị, các bác yêu cầu. Xe thì em cam kết bảo hành bằng văn bản, cam kết cho các bác là xe không tai nạn, vào đầu răng sắt xi, túi khí, khung sườn. Xe không ngập nước, không thủy kích, không bổ máy, máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, không có bị phạt nguội, không có tranh chấp, không nợ phí đường bộ. Đấy, các anh, các chị nếu mà quan tâm Camry, Tucson giữ máy giúp em một chút nhé. Tucson giữ máy giúp em một chút ạ. Chiếc xe này là phiên bản 2.5Q. Option thì miên man, xe thì rất là đẹp. Em đang chào bán là 810 triệu. Có thương lượng ạ. Chiếc xe này có thương lượng nhé. Anh chị có thể đến trực tiếp để xem xe, hoặc gọi luôn cho em qua số hotline 0978 607 555. Xe thì không có cái gì để mà chê cả. Đẹp từ trong ra ngoài luôn ạ. Gầm bệ chắc chắn, form dáng đẹp, sang trọng. Người ta hay nói là sang trọng thì Camry là một dòng xe rất là đẳng cấp, rất là sang trọng. Độ đầm, độ giữ giá hay là độ bền thì Camry là một dòng xe cũng được đánh giá rất là cao. Nó lại là dòng xe phân khúc hạng sang. Cái form đầu này là chủ người ta độ lên cho nó đẹp thôi, còn nguyên bản thì nó không phải là cái form như thế này đâu ạ. Cảm ơn anh Út Hồ Văn. Chào anh Nguyễn Thanh ạ. Các bác, anh, các chị đang quan tâm chiếc Hyundai Tucson đấy ạ. Chiếc xe này thì rất là đẹp luôn. Biển 98 Bắc Giang, em mới về. Đấy, thông báo với các bác là hai chiếc Hyundai Tucson về thì chiếc 2016 đang di chuyển trên đường. Còn đây là chiếc màu đen. Chiếc xe này em sẽ đọc luôn thông tin để các anh, các chị, các bác cùng ngắm nhé. Chiếc xe này là Hyundai Tucson bản 2.0 ATH, sản xuất 2019 model 2020 form mới. Nếu mà các anh các chị xem kênh của em Hiền Kim ấy, có thể để ý nhá.
2019 có đầu 2019 mà hai cái đèn bi đôi ấy thì nó, cái đèn bi ấy thì nó là form cũ, nhưng sang tất cả cái hệ thống như này, các anh các chị nhìn cái hệ thống đèn này, đèn phun rải led hết như thế này thì của nó là form mới. Chiếc xe này là bản 2.0 đặc biệt máy xăng, biển 98 Bắc Giang, chính chủ một chủ từ đầu. Xe còn rất rất là đẹp luôn. Em đang chào bán tại showroom là 835 triệu. Xe cam kết cho các bác là không có một lỗi nhỏ, sơn xi thì có xước sát một chút. Đấy, từ lốp cho đến la răng canh, các chị nhìn giúp em ạ. Xe còn rất là mới luôn. Xe thì chủ cũng đã lắp bậc lên xuống. Đây là phiên bản đặc biệt ạ, cuối 2019, model 2020. Em đang chào bán chiếc xe này là 835 triệu các bác nhé. Bản đặc biệt 2.0 form mới, hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Cả nhà cùng xem giúp em ạ. Cốp điện đầy đủ, chiếc xe này cũng đã lên sàn 5D rồi. Đây, xe này là chính chủ một chủ từ đầu, biển Bắc Giang. Các bác đang quan tâm Hyundai Tucson có thể xem giúp em nhé. Nếu cần thông tin kỹ hơn chiếc xe này, xin vui lòng nhấc điện thoại và gọi cho em đến số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Em vẫn đang có người trực điện thoại và nghe máy để trả lời tất cả các anh các chị. Các anh các chị quan sát giúp em này, phiên bản 2.0 ATH thì tất cả ghế lái và ghế phụ đều có chỉnh điện, có cân bằng điện tử này, có cốp điện đầy đủ này, tổ hợp phím tích hợp trên vô lăng này, chế độ đèn tự động này, rồi là hệ thống ga tự động này, có hỗ trợ đổ đèo này, phanh điện tử này, chế độ drive mode này, auto hold này, màn hình đứng nhá. Nếu mà form mới của nó là màn hình đứng, còn form cũ thì màn hình nó vẫn nằm trong cái hốc này thì chúng ta gọi là form cũ. Cửa sổ trời toàn cảnh. Xe mới đi có hơn 4 vạn thôi ạ, rất rất là đẹp luôn. Quá đẹp cho chiếc Hyundai Tucson bản đặc biệt 2.0. Các anh các chị có thể ngắm và xem xe trực tiếp tại showroom 166 đường Trường Chinh. Còn nếu anh chị xa mà không về được, muốn mua chiếc xe này thì cứ làm việc với em qua điện thoại. Em sẽ có dịch vụ hỗ trợ giao xe đến tận nơi. Lên đến nơi thì các bác anh các chị có thể mang ra hãng, ra thợ test. Xe chuẩn, xe đẹp thì các anh các chị mới trả tiền ạ. Có nghĩa là xe đẹp đúng như cam kết thì anh chị mới thanh toán. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì nó sẽ dao động từ 7 đến 8 lít, 7 đến 9 lít trên 100 cây. Em có sẵn hàng để giao đây ạ. Cảm ơn anh Vũ Khôi, em chào anh Bùi Toàn nhá. Chào anh Đức Nhân Hoàng. Fortuner máy dầu em đang tạm hết anh Bình Phạm ơi. Fortuner máy dầu em đang tạm hết ạ. Các bác, các anh, các chị theo dõi, chia sẻ giúp em Hiền Kim nhá. Chia sẻ giúp em Hiền Kim. Chiếc xe này là ngày hôm nay vừa về. Nếu như anh chị thích đời sâu hơn thì em đang có một chiếc xe màu đỏ, nhưng mà dòng xe nhập khẩu 2.0 cũng bản đặc biệt. Thì chiếc xe Hyundai Tucson xe nhập khẩu thì đang trên đường về. Nếu mà anh chị thích tầm tiền nó thấp hơn một chút. Anh ơi, 200 thì 200 bên em lại không có những cái dòng xe tầm 200. Nhưng mà em có thể tầm tiền 200, em có thể hỗ trợ anh trả góp những dòng Accent, Vios, Cerato. Nên là anh có thể ngắm những cái dòng xe bên nhà em nhé. Em hỗ trợ các anh vay vốn ngân hàng. Các chỉ cần cam kết hộ em là xe các anh các chị không bị nợ chậm này, nợ chú ý này, hồ sơ sạch thì bên em làm nó rất là nhanh. Đấy là rất là dễ là như vậy. Thật ra nếu mà tất cả làm ngân hàng nó chỉ liên quan đến nợ xấu thì mới xử lý khó thôi. Còn anh chị nợ sạch thì bọn em làm xử lý rất là nhanh ạ. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Hyundai Tucson bản 2.0 đặc biệt sản xuất cuối 2019, model 2020. 5 chỗ ngồi, biển 98 Bắc Giang, chính chủ một chủ từ đầu. Xe cam kết cho các bác anh các chị là không mất một phân keo chỉ nào, nguyên zin. Sơn thì có xước sát một chút nhỏ thôi. Em đang chào bán tại showroom là 835 triệu. Có thương lượng và hỗ trợ các bác rút hồ sơ, hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe nếu các anh, các chị, các bác có nhu cầu. Anh chị quan tâm mẫu xe này, nếu cần luôn hình ảnh và video có thể gọi trực tiếp cho em đến số hotline
0978607555. Còn nếu anh chị ở gần đây muốn xem thực tế, muốn trải nghiệm thực tế thì anh chị có thể ghé qua showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả anh chị nhé. Em sẽ qua mẫu luôn ạ. Hôm nay em về thêm một chiếc xe Hyundai Elantra đây ạ. Nếu các anh các chị đang thích cái dòng xe màu đen, cũng thích Hyundai Elantra thì cùng tham khảo giúp em chiếc xe này. Anh ơi, ok anh Phạm Huy Duân, bên em có mua bán trao đổi nên là anh có mẫu xe gì thì có thể đến trao đổi anh nhé. Cảm ơn anh Khổng Tiến Dũng, chiếc Tucson cả là đẹp. Anh Hiền Nguyễn ơi, Vios em có, Vios em còn một chiếc nhé. Ford Eco Sport thì em lại đang tạm hết hàng. Chiếc Hyundai Tucson em đang bán là 835 triệu. Còn chiếc Tucson đỏ 2016 xe nhập khẩu đang về thì nó sẽ dao động khoảng tầm 735 triệu anh ạ. Tầm 300 thì em đang có một chiếc Kia Rio xe nhập khẩu 345 triệu. Anh chị, anh ơi, chiếc Hyundai Tucson ấy là máy xăng anh ạ. Tất cả những cái mẫu xe em đang like, đang bán ở cửa hàng thì đều là máy xăng. 300 thì em đang có một chiếc Hyundai Kia Rio, anh chị có thể giữ máy nhé. Thêm một chiếc xe ngày hôm nay vừa có mặt tại cửa hàng này, một chiếc Hyundai Elantra. Các bác anh các chị xem luôn giúp em Hiền Kim. Chiếc xe này là bản 2.0, chạy 6,8 vạn hay 6,8 gì đấy, gọi là chạy hơn 6 vạn. Em đang chào bán là 525 triệu đây ạ, Hyundai Elantra. Chiếc xe này là phân khúc xe hạng C màu đen. Cả nhà cùng ngắm và cùng tham khảo giúp em Hiền Kim. 525 triệu ạ. Xe này vừa về hôm nay luôn đấy ạ. Vios số tự động em có, tầm xe 400 em có, anh giữ máy luôn giúp em. Fortuner thì em đang tạm hết ngày hôm nay rồi anh ạ. Fortuner thì em đang tạm hết anh Doanh Lương, anh thông cảm giúp em nhé. Các bác, các anh, các chị xem kênh của em Hiền Kim thì nhớ chia sẻ, ấn nút bên cạnh đấy ạ, có cái nút chia sẻ nhá. Nên là ủng hộ cho em Hiền Kim bằng cách ấn nút chia sẻ giúp em. Vios số tự động anh giữ máy luôn nhá. Đây là chiếc Hyundai Elantra 2.0 cho các bác, anh, các chị vừa hỏi em này. Xe rất là đẹp luôn ạ. Em đang chào bán là 525 triệu. Chiếc xe này vừa mới về, xe chạy hơn 6 vạn. Xe chạy hơn 6 vạn ạ. 2.0 thì la răng của nó là hợp kim rồi và có ghế điện đầy đủ rồi, cân bằng điện tử đầy đủ rồi, có đề nổ thông minh, điều hòa tự động, cửa sổ trời. Dành cho các bác, canh, các chị đang quan tâm, em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Hyundai Elantra 2.0 sản xuất 2017. Bên em đang chào bán tại showroom có giá là 525 triệu. Nếu anh chị tầm tiền 400 triệu có thể lựa chọn trang giúp em là dòng Hyundai Accent. Accent số sàn thì em đang có màu đen và màu trắng, thì các bác giữ máy luôn đấy, chị cứ để đây. Accent số sàn và màu trắng thì em có xe luôn. Thì tầm loanh quanh tầm 400, hơn 400 một chút thì chúng ta cùng ngắm giúp em này. Một dàn xe Hyundai Accent ạ, số tự động, số sàn em có hết. Anh Ngọc Thảo Đặng ơi, Tucson màu đỏ đô thì chiếc xe đấy đang trên đường về. Anh Bùi Đông ơi, kênh của em Hiền Kim thì vẫn lên sóng thường xuyên anh ạ. Anh nhớ ấn nút đăng ký vào follow kênh của em ô tô Hiền Kim Hải Dương nhé. i10 thì em đang tạm hết anh Quảng Ngọc. Em sẽ quay qua chiếc Vios số tự động này và sau đấy em sẽ quay một loạt xe Accent rồi Cerato, rồi Honda Civic để các anh các chị cùng ngắm ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Hội. Anh Ngọc Thảo Đặng ơi, chiếc Tucson màu đỏ đô thì em đang trên đường về. Chiếc xe đấy là bản nhập khẩu. Xe về thì em sẽ lên sóng luôn cho anh nhé. Các bác đang quan tâm chiếc xe Vios còn giữ máy không ạ? Toyota Vios em có hàng đây. Chiếc xe này là số tự động bản 1.5G. Xe rất rất là đẹp luôn. Dạ vâng, anh Ngọc Thảo Đặng, anh nhớ để tin nhắn của bên em nhé. Em xe về thì em sẽ gửi luôn cho anh. Hoặc là nếu mà rảnh thì buổi tối anh có thể vào kênh của em Hiền Kim, hoặc là xem trên trang fanpage của em đấy ạ.
em cũng đăng tải những hàng ngày những cái xe về thì bọn em cũng chụp rồi quay video đăng lên rất là cẩn thận anh ạ. Chiếc Vios này, các bác anh các chị đang quan tâm Vios G số tự động đây ạ. Chiếc xe này là 1.5 bản G2018, dòng xe phân khúc hạng B. Chiếc xe này là dòng xe phân khúc hạng B các bác nhé. 1.5 phân khúc xe hạng B. Xe rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì cực kỳ, em cảm giác nó rất là đều xe. Thực ra mà khi nhìn một chiếc xe mà đẹp hay không, phải nhìn tổng thành của một chiếc xe nữa. Về phần máy thì em đã cam kết rồi. À, chiếc xe này các anh các chị nhìn giúp em này, cái phần đèn người ta độ ấy, nó rất là sáng luôn. Nếu em nhớ không nhầm ấy, cái bộ đèn này độ cũng khá khá tiền ấy, mười mấy triệu đấy ạ. Đèn bi mà, các anh các chị cùng nhìn này, nó rất là sáng luôn ấy. Chiếc xe này nội thất màu kem. Em đang chào bán chiếc xe này là 485 triệu, Vios bản G số tự động 1.5, dành cho các bác các anh các chị đang quan tâm ạ. Nội thất màu kem, xe đẹp lắm, xe đi hơn 5 vạn, chính chủ một chủ từ đầu. Chiếc xe này thì bên em đã có hồ sơ cầm tay rồi. Quá đẹp luôn ạ. Các anh các chị cần thông tin chi tiết cụ thể hơn thì cứ để lại bình luận ở phía dưới, hoặc nhắn cho em một tin qua trang fanpage là gửi giúp anh chi tiết hình ảnh của chiếc Vios này thì bên em sẽ kết nối gửi đầy đủ cho các anh các chị nhé. Giá cả thì vẫn còn thương lượng được ạ. Giá em Hiền Kim Lai là một phần, nhưng mà tất cả xe em bán thì đều có giá thương lượng anh chị ạ. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Toyota Vios bản 1.5G số tự động, sản xuất 2018, xe đi 5 vạn, chính chủ một chủ từ đầu. Em đang chào bán tại showroom là 485 triệu. Anh ơi, CRV thì hiện tại em lại chưa có ạ. 7 chỗ đến 4 đến 500, 7 chỗ 4 đến 500 thì em không có rồi. Em chỉ còn tầm 600 thôi. Fortuner máy dầu thì đang tạm hết bản an toàn lái xe và cánh buồm phiêu du. Mitsubishi thì em đang có dòng xe 7 chỗ là Mitsubishi Outlander ạ. Anh Phi Xuân ơi, nếu mà anh quan tâm Hyundai Accent thì anh có thể vào xem luôn giúp em nhé. Chiếc Hyundai Accent màu đen 2020 số tự động thì hôm nay em đã bán về Tuyên Quang, khách lấy xe và phun tiền rồi. Thì bây giờ em đang còn Hyundai Accent màu số sàn, màu trắng, màu đen, Hyundai Accent số tự động màu trắng và màu vàng đồng. Thì các anh các chị cùng đón xem và theo dõi luôn giúp em Hiền Kim này. Chia sẻ giúp em Hiền Kim nhé, tiếc gì đâu một chút chia sẻ giúp em đúng không ạ. Chiếc xe này là Hyundai Accent, các anh các chị cùng ngắm đấy ạ. Hyundai Accent số sàn bản đủ 2020, xe chạy 3 vạn, biển 90 Hà Nam, bảo hiểm thân vỏ còn đầy đủ. Em đang chào bán để các anh các chị tham khảo. Có giá là 445 triệu nhà mình nhá. Đây, các bác nào vừa hỏi là muốn mua Accent 2020 đây. Accent đây ạ. Anh Khải Nguyễn ơi, Vios màu trắng của anh thì vẫn chưa có hồ sơ về đâu anh ạ. Bởi vì có những huyện ở tỉnh ấy, ở tỉnh, ở huyện ấy, đợt này rút hồ sơ rất là chậm luôn. Chiếc xe này là 445 triệu cả nhà mình nhá. Xe thì chủ cũ cũng đã lên sàn 5D đầy đủ này. Có đề nổ thông minh này, nội thất ghế da này. Đấy, có màn hình theo xe, có camera lùi đầy đủ. Xe đã có nội thất ghế da sàn 3D, sàn 5D đầy đủ hết rồi. Đặc biệt là đăng kiểm phí đường bộ còn đến tháng 10 năm 2023. Một tháng thì chúng ta đóng khoảng tầm 130.000. Nhưng chiếc xe này đã được chủ cũ người ta đóng cho mình đến tháng 10 năm 2023 rồi. Có những anh các chị mua mà chỉ còn một tháng nữa thôi thì anh chị cũng phải đóng. Nhưng có những xe người ta đóng cho mình hàng năm rồi thì mình đỡ đi, mình không phải đóng nữa. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Hyundai Accent. Đây ạ. Xe rất là đẹp luôn đúng không cả nhà mình? Xe đẹp lắm. Chiếc xe này là số sàn bản đủ, sản xuất 2020. Em đang chào bán để các anh các chị tham khảo tại showroom bên em là 445 triệu.
Ngoài ra, Hyundai Accent em còn có thêm cả màu đen 2019 nữa. Còn chiếc này này là màu trắng nhá. Em có hỗ trợ trả góp nếu các anh, các chị, các bác có nhu cầu. Và chuẩn bị cho em khoảng tầm 140 triệu hoặc 150 triệu là chúng ta có thể rước chiếc Hyundai Accent này về. Dòng này thì mức tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ dao động khoảng tầm từ 5 đến 6 lít trên 100 cây thôi ạ. Like của em sao không thấy comment nó chạy nhỉ? Anh Khải Nguyễn. Anh ơi, có hồ sơ rồi đấy anh ơi. Anh Khải Nguyễn, con màu đen của anh có hồ sơ rồi anh nhá. Kế toán của em đang chờ cái công chứng thôi. Bởi vì là mấy hôm nay công chứng này cũng phải về huyện làm, nó hơi chậm. Em tưởng là anh đang hỏi, em tưởng là tại vì khách của em đang đặt cọc một con màu trắng nhưng mà chưa có hồ sơ. Con màu đen của anh là có hồ sơ rồi. Em đang chờ mỗi công chứng nữa thôi anh ạ. Là xong em bảo dịch vụ gọi luôn cho anh. Tiếp tục đây ạ. Các bác nào vừa hỏi giúp em là chiếc Hyundai Accent đây ạ. Anh hỏi là tại sao không nhìn thấy comment hả anh? Anh ơi, đợt này Facebook nó bóp tương tác lắm. Em like mà em còn không nhìn thấy đâu. Nên là em còn phải dùng một cái máy phụ nhá. Nhiều khi em không trả lời kịp được, bởi vì khi em đang like một cái xe ấy, tay em lại phải mở cửa. Nhưng mà like được một lúc xong em lại phải cầm một cái máy như thế này. Các anh các chị hết sức thông cảm này. Em lại phải cầm một cái máy như thế này để em đọc comment của mọi người. Bởi vì là Facebook bây giờ nó bóp tương tác kinh lắm. Nó ra rất là nhiều các yêu sách, chính sách. Mình là kênh bán hàng chính thống, không có đăng một cái nội dung gì quá khích hay là bạo lực, nên là lúc nào cái Facebook cũng phải giữ rất là sạch luôn. Thế mà vẫn bị bóp tương tác rất là nhiều. Nên là nhiều khi anh chị xem like thì hỗ trợ giúp em là ấn nút chia sẻ giúp em, hoặc có thể ấn nút theo dõi kênh follow của em ạ. Follow kênh của ô tô Hiền Kim Hải Dương đây, cả nhà mình nhá. Thì ở trên này em đăng tải rất là nhiều các hình ảnh về xe, các chi tiết về xe như chiếc Elantra 2.0 đây. Xe mới về em đều đăng giá cụ thể. Thì anh chị có thể ghé qua showroom hoặc là ghé qua trên salon này thì mình có thể xem những cái mẫu xe em đăng tải ở trên. Quay lại đây ạ. Quay lại giới thiệu nhá. Các anh các chị vừa hỏi em chiếc Hyundai Accent. Cái này thì bác nào mệnh thổ đúng không? Bác nào vừa hỏi em là mệnh thổ thì hợp màu gì? Anh Nguyễn Văn Vũ ơi, Accent số sàn màu trắng là có 2020, giá là 445 triệu. Accent màu đen em có số sàn 2019, Corolla Cross thì hiện tại em lại chưa có anh ạ. Anh Tâm Phạm mà xem 7 chỗ anh giữ máy giúp em. Hyundai Accent màu đen em có số sàn nhá. Anh chị giữ máy luôn. Anh Ngọc Lễ ơi, bên em thì có hỗ trợ trả góp và các tỉnh từ Hải Dương loanh quanh khoảng tầm 400-500 cây số. Còn nếu mà bây giờ ở trong miền Nam là đang hạn chế, bởi vì ngân hàng ở đây đang siết chặt cho vay lắm. Anh chị làm rồi, anh chị chắc là biết đúng không ạ. Tiếp tục đây ạ. Các bác, anh, các chị đang quan tâm chiếc xe Hyundai Accent màu vàng đồng. Màu này là màu vàng đồng dành cho các bác, anh, các chị nếu mà hợp mệnh thổ này. Xe biển 35 Ninh Bình chạy mới có 2 vạn thôi, đẹp lắm, sơn zin còn gần như cả xe. Chiếc xe này cũng ông chủ cũng khá là chịu chơi nên cũng đã lên một bộ la răng hợp kim rồi. Em đang chào bán chiếc xe này là 505 triệu cho một chiếc Hyundai Accent màu vàng đồng. Quá đẹp luôn đúng không cả nhà mình? Nhìn cái màu này nó rất là sang, có một cái gì đấy nó rất là sang luôn ấy. Rất là sạch. Và nhìn nó rất là chững chạc. Thực sự là cái màu này thì nếu bác nào tầm trung trung tuổi, ví dụ như tầm nếu các bạn trẻ như em tầm 30 quay về thì chúng ta thích đi màu trắng. Nhưng nếu mà các anh các chị tầm 40 tuổi trở lên thì các bác lại thích cái sự lựa chọn của cái màu này. Bởi vì nó phối màu, nó rất nhìn rất là chững chạc, có một cái gì đấy nó rất là, có nghĩa là mình nhìn nó hơi khó giải thích, nhưng mà có nghĩa là nhìn màu nó khá là cứng. Chiếc xe này thì mới đi có 2 vạn thôi cả nhà mình ạ. Xe rất là đẹp luôn, sơn zin còn gần như cả xe. Đấy, ốp viền inox rồi tay hõm cửa lõm thì người ta cũng làm hết rồi. Chủ cũ người ta cũng khá là chăm xe. Xe thì em cam kết cho các anh các chị test thoải mái luôn, kiểm tra ở đâu cũng được, thuê thợ. Ngoài ra trong văn bản nhà em cũng bảo hành cho anh chị 1 năm. Có nghĩa anh chị thích đi kiểm tra lúc nào cũng được, lỗi bên em hoàn tiền 100%. Và tất cả văn bản của bên em cam kết đều ghi rõ các điều khoản. Một là xe không tai nạn, vào đầu, răng sắt xi, túi khí, khung sườn kết cấu của xe.
Hai là xe không ngập nước, không có thủy kích, không có bổ máy, máy số vải zin. Ba là không có tranh chấp, không có phạt nguội, không nợ phí đường bộ. Còn cái xe cũ thì những cái xước sát về xe này, những cái hao mòn của xe, thì khi chúng ta mua xe cũ thì anh chị cũng phải chấp nhận những cái điều đấy nhá. Bên em cố gắng chọn lựa những chiếc xe không lỗi về tai nạn, không lỗi về ngập nước. Còn những cái xước sát thì anh chị cũng phải hết sức là thông cảm. Anh ơi, chiếc xe này là số tự động ạ. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Hyundai Accent. Chiếc xe này là số tự động, phân khúc xe hạng B, biển 35 Ninh Bình, chạy mới có 2 vạn thôi. Và em đang chào bán tại showroom là 505 triệu. Em cảm ơn anh Nguyễn Tôn ạ. Accent màu đỏ thì hôm nay em lại chưa có hàng. Mazda 3 tầm 300 đời sau em không làm anh ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Doãn nhé. Có khuôn tiền không vậy, xe 8 chỗ dưới 20 triệu. Có khuôn tiền không vậy, xe 8 chỗ dưới 20 triệu. Anh ơi, xe mà xe 8 chỗ dưới 20 triệu thì làm gì có ô tô đâu anh. Anh ơi, các 7 chỗ dư máy em một chút nhé. Qua chiếc xe này thì em sẽ di chuyển sang dòng xe 7 chỗ. Các bác vừa hỏi em là có Hyundai Accent số sàn màu đen không? Thì em đang ở dòng Hyundai thì em sẽ review luôn chiếc xe này. Đây ạ. Chiếc xe này thì em mới về này, con biển 99 em bán rồi. Và đây, một chiếc xe Hyundai Accent số sàn nữa. Xe chạy hơn 4 vạn. Em đang chào bán tại showroom là 428 triệu cho chiếc Hyundai Accent số sàn màu đen 1.4. Cả nhà mình cùng ngắm ạ. Chị gà, anh chị Tạ Nhung ơi, chiếc i10 thì bên em lại đang không còn hàng chị ạ. Đấy, nhiều lúc em đăng like là mạng nó sẽ bị đứng một lúc. Mạng nó kém lắm, anh chị hết sức thông cảm giúp em. i10 thì em lại chưa có. Anh Minh Sơn, anh ở Ninh Bình à? Đây, như chiếc xe này bác nào ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc này. Chiếc xe này là ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc này. Xe bản đủ số sàn, rất rất là đẹp ạ. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Hyundai Accent. Chiếc xe này 2019 số sàn bản đủ. Em đang chào bán tại showroom là 428 triệu. Sang ở đây là chiếc xe Toyota Vios bản G số tự động 1.5. Chiếc xe này biển 49 Lâm Đồng. Bác nào ở Lâm Đồng đang theo dõi kênh của em không? Chiếc xe này là 2018 1.5 biển 49 Lâm Đồng. Em đang chào bán tại showroom để các anh các chị tham khảo là 485 triệu. Chiếc xe Hyundai Accent số tự động màu vàng cát. Chiếc xe này biển 35 Ninh Bình. Xe chạy 2 vạn. Em đang chào bán là 505. Sang ở phía đây, thêm một chiếc xe Hyundai Accent màu trắng. Chiếc xe này biển Phú Thọ chạy hơn 3 vạn. Chiếc xe này là biển Phú Thọ chạy hơn 3 vạn. Em đang chào bán cũng đồng giá là 505 triệu. Sang ở phía này là chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản đủ 2020. Xe chạy 3,2 vạn, biển 90 Hà Nam. Em đang chào bán tại showroom là 445 triệu. Đấy, rất là nhiều các mẫu xe Hyundai Accent nhá. Và bây giờ em sẽ di chuyển một chút sang dòng xe gầm cao và sau đấy em sẽ quay về giới thiệu tất cả những cái dòng Cerato. Cerato thì em đang có màu vàng cát này, màu xanh đen 2021 form mới này, màu đen 2018 này, màu trắng 2016. Thì bây giờ em xin phép di chuyển một chút sang những cái dòng xe gầm cao và sau đấy em sẽ tiếp tục quay lại giới thiệu những cái dòng xe sedan ạ. Anh ơi, i10 thực sự là em không có một chiếc xe nào. Anh đổi thay ơi, biển 49 em chỉ có một chiếc xe Vios thôi anh ạ. Ford EcoSport thì em lại chưa có ạ. Fortuner máy dầu hôm nay em tạm hết hàng rồi. Tầm xe 200 em không có một chiếc xe nào luôn. Vios 2018 em đang bán là 485 triệu. Giá đấy em có thể lăn bánh sang tên chính chủ cho anh chị. Còn nếu anh chị về tự làm thì em để cho là 475 triệu. Tầm tiền 300 triệu các anh các chị có thể lựa chọn một chiếc xe nhỏ nhỏ xinh xinh này được không ạ? Chiếc xe Kia Rio đây ạ. Nếu như 345 triệu anh chị có thể tham khảo chiếc xe này. Tội gì mà đi i10 đúng không ạ? Chiếc xe này là phân khúc hạng B 2012
xe nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký 2013 bản 1.4 hatchback. Chiếc xe này là bản đủ nhá. Có la răng hợp kim đầy đủ này, có cửa sổ trời này, có đề nổ thông minh start top này. Em đang chào bán là 345 triệu. Đấy, các anh các chị quan tâm chiếc xe Kia Rio hatchback này, xe nhập khẩu, thì chúng ta cùng ngắm giúp em. Elantra đen là em đang chào bán là 525, chiếc xe đấy là 2.0 anh ạ. À, như chiếc xe này là biển Hà Nội. Có đề nổ thông minh rồi, có cửa sổ trời rồi các bác nhá. Đấy, xe thì rất là đẹp, la răng hợp kim đầy đủ, điều hòa tự động. Chỉ có 345 triệu thôi. Nếu các anh các chị tầm tiền phù hợp với nhu cầu như thế này thì anh chị cùng ngắm. Ok, Cerato 2016 màu trắng giữ máy luôn giúp em. Phía bên này là một chiếc Hyundai Tucson, em cũng đã quay ban đầu rồi. Chiếc xe này là bản 2.0 đặc biệt ATH, form mới, model 2020, biển Bắc Giang, xe chạy hơn 4 vạn, chính chủ một chủ từ đầu. Em đang chào bán là 835 triệu. Chiếc Mazda CX-5 màu xanh này thì em đã nhận cọc một anh chị ở Hải Dương rồi. Sang ở phía đây, 7 chỗ thì em đang còn 3 chiếc này, 3 chiếc xe 7 chỗ. Chiếc xe này là Mitsubishi. Em nói nhanh quá đúng không ạ nhá? Em sẽ điều tiết lại một chút. Cerato em có ạ. Kênh các chị đang quan tâm dòng xe 7 chỗ vào luôn giúp em Hiền Kim này. Chiếc xe này là Mitsubishi Outlander, bản 2.0 2018, số tự động 7 chỗ ngồi. Chiếc xe này là đến từ thương hiệu Nhật Bản, xe lắp ráp tại Việt Nam, Mitsubishi Outlander. Em đang chào bán là 685 triệu có thương lượng. Đây, cả nhà mình cùng ngắm luôn giúp em ạ. 685 triệu các bác nhé. Chiếc xe này thì theo quy chuẩn sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu em sẽ đọc luôn cho cả nhà mình đây ạ. Chiếc xe này theo quy chuẩn mức tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ dao động tầm từ 5 đến 7, 6 đến 7 lít. Đây ạ, 6 lít là đường ngoài đô thị, 7 lít là đường kết hợp, và trong đô thị có nghĩa là đường hỗn hợp thì nó sẽ dao động khoảng tầm 10 lít. Cái này là theo quy chuẩn nhá. Dòng xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản thì anh chị hiểu một điều rằng là option nó rất là ít, nó không có một cái gì cả. Nhưng mà về gần máy, phần gầm, về tiết kiệm nhiên liệu thì dòng xe máy Nhật bao giờ cũng dẫn đầu. Đây, như chiếc xe này thì cũng đã có trang bị đề nổ thông minh start top, màn hình Android, có số tự động này. Cái màn hình này ấy, là chủ ngũ người ta lắp thôi chứ không phải là nguyên bản xuất xưởng có đâu ạ. Xe đã có trang bị hệ thống cân bằng điện tử rồi, gương kính chỉnh điện đầy đủ. 685 triệu cho một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, khoang ngồi rất là rộng rãi. Form thì nó không thể đẹp bằng chiếc Sorento, nhưng mà nếu để chạy tiết kiệm nhiên liệu này, form dáng đẹp này, khoang ngồi rộng rãi, thì chiếc Outlander này cũng là một sự lựa chọn khá là hoàn hảo để cho anh chị, các bác, các anh, các chị cần một chiếc xe rộng lại muốn tiết kiệm nhiên liệu trong cái thời kỳ như bây giờ. Chỉ có 685 triệu thôi cả nhà mình ạ. Tiếp theo một chiếc xe 7 chỗ nữa, chiếc xe này là Kia Sorento. Chiếc xe này là 2016, bản 2.4, 7 chỗ ngồi, số tự động, full xăng. Em đang chào bán là 625 triệu. Ok, anh Nguyễn Luận và anh Nguyễn Chủ muốn xem lại chiếc xe 345 triệu giữ máy giúp em. Sang ở phía bên này, em có một chiếc xe 7 chỗ nữa là Hyundai Santa Fe. Chiếc xe này là 2015, 725 triệu. Đây ạ, form mới nhá. Form này thì đã có hệ thống rửa đèn pha tự động rồi. Chiếc xe này biển 34 Hải Dương, chạy 7 vạn. Bác nào vừa hỏi em Kia Soluto, Soluto em không có hàng ạ. Cả nhà xem like có được rõ không ạ? Cả nhà xem like có được rõ không cả nhà mình? Em thấy mạng nó cứ giật giật nên em cứ phải hỏi lại cho nó chắc. Kênh các chị xem like hình ảnh có được rõ không ạ? Chiếc xe này là Hyundai Santa Fe đây các bác ạ.
bản 2.4, máy xăng 7 chỗ ngồi số tự động, biển 34 Hải Dương. Em đang chào bán tại cửa hàng là 725 triệu nhá. Các bác anh các chị có thể ghé qua showroom ô tô Hiền Kim Luxury Car, có địa chỉ là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Em đọc lại những cái giá xe gầm cao để anh chị có thể cân đối và sau đây em sẽ di chuyển sang một loạt Cerato ạ. Chiếc xe này là Hyundai Santa Fe, 7 chỗ ngồi số tự động, sản xuất cuối 2015, form mới. Em đang chào bán là 725. Sang ở phía bên đây là Kia Sorento, cũng máy xăng 7 chỗ số tự động. Em đang chào bán tại cửa hàng là 625 triệu. Sang ở phía bên này là chiếc xe Mitsubishi Outlander 2018 bản 2.0. Em đang chào bán là 685 triệu. Chiếc Mazda CX-5 này thì em đã tạm thời nhận cọc, đang làm hồ sơ hoàn thành thủ tục ngân hàng cho khách. Sang ở phía bên này là chiếc Hyundai Tucson 2019 bản đặc biệt ATH form mới model 2020. Em đang chào bán là 835 triệu. Cảm ơn anh Hưng Chu, cảm ơn anh Hà Hoàng, anh Nguyễn Luận, anh Tiến Râu, cảm ơn anh Dương Nguyễn, anh Quang Lê. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Huân nhé, cảm ơn anh Sinh Nguyễn, anh Đức Lâm Anh. Em biết là nhiều các anh các chị xem kênh của em, xem từ đầu đến cuối nhưng không bao giờ comment đâu. Em biết là như thế bởi vì là anh chị ấy chỉ chăm chú xem mà rất là ngại. Nhưng mà anh chị nhiều lúc xem ấy thì nếu mà nhìn thấy em Hiền Kim thì cứ để lại một bình luận chào em, hoặc là anh em mình nhìn thấy nhau cho nó tình cảm anh ạ. Các anh các chị xem nhưng mà không bình luận gì thì em lại không biết là mọi người đang xem ạ. Anh Nam Phong Vios giữ máy giúp em một chút nhá. Em còn một chiếc 2018 là 485 triệu đây anh. Bác nào vừa hỏi là muốn xem lại chiếc xe Kia Rio 345 triệu đây. Nếu mà tầm tiền 300 ấy thì em nghĩ chiếc xe này khá là ok, bởi vì dòng xe này là nhập khẩu nguyên chiếc 100%. Nó lại là phân khúc hạng B. Em nói thật là em rất là ngại làm đời sâu, thực sự luôn, bởi vì mình đang làm đời cao nên chung là mình nhìn cái xe đời sâu mà nó cứ phải sơn tỉa ở đây là mình rất là ngại. Nhưng mà thực sự là nhiều, có những cái chiếc xe mà nó đẹp, nó đều xe và nó chất quá mà giá thành lại hợp lý, nên là em cũng thỉnh thoảng thôi thì cũng cứ nhập về, mang về thôi. Thì có bác chỉ có tầm 300 triệu thì các anh các chị có thể ngắm chiếc xe này này. Xe nhập khẩu bản đủ ạ, la răng hợp kim đầy đủ rồi. Chiếc xe này thì cũng có đề nổ thông minh mà, có cửa sổ trời đầy đủ hết ạ. Nếu anh chị nào cần thì cứ nhắn tin đi ạ, em sẽ gửi chi tiết của chiếc Kia Rio cho. Bởi vì chiếc xe này em cũng đã có video, em cũng đã quay và em cũng đã chụp khá là chi tiết ở trên kênh. Thì anh chị cứ nhắn tin là gửi cho anh thông tin của chiếc Kia Rio thì em sẽ gửi đầy đủ nhá. Ok chưa ạ? Và bây giờ em sẽ di chuyển sang những cái dòng xe Cerato đây ạ. Chiếc xe Camry này thì ban đầu em cũng đã giới thiệu, đây là phiên bản 2.5Q 2016, xe chạy 4 vạn. Em đang chào bán là 810 triệu. Sang ở đây là chiếc Hyundai Elantra, chiếc xe này là 2.0 2017, em đang chào bán là 525. Đây, chúng ta sẽ di chuyển sang chiếc xe Kia Cerato 2021. Cảm ơn anh Lay A Lang. Anh ơi, tầm 7 chỗ 300 thì em lại không có anh Hiệp ạ. Cảm ơn anh Tuấn Trung nhé. Anh Nguyễn Đình Hà ơi, Tucson thì hiện tại em lại chưa có, Atis em đang tạm hết hàng. Camry thì em cũng vừa like rồi, anh Nguyễn Hoàn có thể check tin nhắn giúp em được không ạ? Em Hiền Kim sẽ gửi cho anh thông tin chi tiết của chiếc xe Toyota Camry. Em cảm ơn anh Nguyễn Đức. Anh Triệu Phát Hồng ơi, anh đừng nghĩ như thế, không có tiền mua không dám bình luận, không phải đâu anh. Anh em mình xem tương tác với nhau cho nó tình cảm anh ạ. Nhiều lúc em nhìn thấy các anh xem xe, các anh yêu thích mẫu xe bên em thì em cũng thấy vui mà. Các anh các chị cứ bình luận để em còn nhìn thấy em trả lời. Bởi vì là nếu mà em không nhìn thấy anh chị tương tác thì cứ một mình độc thoại cũng chán lắm. Em cảm ơn anh Lương Văn Hoàn. Tiếp tục đây ạ, bây giờ em sẽ di chuyển sang dòng xe Cerato này. Em có form mới, như chiếc xe này là biển 34 Hải Dương, xe mới chạy có 6.000 cây số thôi ạ. Kia Cerato bản Luxury 1.6 2021. Màu xanh này thì là gọi màu xanh đen, nếu ra ánh sáng đủ ánh sáng thì nó sẽ lên là màu xanh, còn nếu mà nó hơi thiếu ánh sáng thì nó sẽ trở thành về màu đen, thì hay gọi là màu xanh đen hay là màu
Cái này không phải là màu xanh Kavansai đâu. Màu này thì là màu xanh đen. Còn nếu màu xanh Kavansai là xanh nó hơi nhiều hơn đen. Còn đây là màu xanh đen đấy ạ. Chiếc xe này là biển 34 Hải Dương, chạy mới có 6.000 cây số thôi ạ. Em đang chào bán là 638 triệu. Chiếc xe này thì gọi là siêu mới, siêu lướt, như đập hộp luôn. Không có một cái gì để mà chê cả. Xe gọi là mới như đập hộp luôn các bác ạ. Chỉ thiếu một cái hộp, một cái thùng thôi thì mới gọi là xe mới. Bởi vì xe này cũng đã lăn bánh, nhưng mà chủ xe mới đi có 6.000 cây số thôi, chưa có một tí sơn nào. Đấy, còn nguyên bản, bảo hành còn đầy đủ. Anh Nguyễn Hữu Thọ, xóm mình mấy người mua xe bên em đều khen rất là chất. Em cảm ơn anh. Thực ra thì nhiều bác anh các chị, cứ một người mua xe nhà em thì chắc chắn là sẽ rất rất là nhiều người trong làng, trong xóm khi mua xe tại nhà em. Thực ra thì bên em cũng khá là thẳng thắn trong vấn đề bán hàng. Nhiều lúc á, bực thì cũng sẽ nói thẳng, nhưng mà xe bên em bán ra thì đều sẽ cam kết cho anh chị. Một là xe không tai nạn vào đầu, răng sắt xi, túi khí, khung sườn của xe. Hai là xe không ngập nước, không có thủy kích, không bổ máy, máy số zin. Anh chị mua xe bên em có thể thuê thợ mang ra hàng test thoải mái. Bởi vì khi bán xe bên em đều có dán tem bảo hành. Các anh các chị đi test về, lỗi bên em hoàn tiền 100% và chi phí bên em chịu. Nhưng khi chúng ta mua xe cũ thì các anh các chị cũng phải chấp nhận một điều như thế này. Xe cũ là xe đã qua sử dụng. Những cái hao mòn về xe như bình ắc quy đi 1-2 tháng nó sẽ kém, hoặc là cái bóng đèn nó sẽ bị cháy, hoặc là cái phần sơn xi chủ cũ người ta đi có xước sát thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Có những bác đến mua xe 2016 mà la răng chỉ có xước một tí thôi, vẫn chê bảo sao xe xước như vậy. Thì bọn em cũng nói rằng là xe đã lăn bánh trên đường thì những cái hao mòn thì chúng ta cũng phải chấp nhận theo xe. Vì bên em cố gắng là tìm kiếm những chiếc xe không lỗi về tai nạn, ngập nước, thủy kích để bọn em bán cho các anh các chị. Còn chúng ta mua xe cũ thì muốn đẹp hơn thì chúng ta về đi đầu tư một chút. Ví dụ như lắp cho nó bộ sàn, rồi là lắp cái ốp này này. Nhưng cái này là đều là chủ cũ hoặc là về bọn em lắp thôi, chứ còn nguyên bản theo xe là không có. Đọc cái bộ cong kính này nó cũng là tiền triệu, 600-700 nghìn một bộ, cũng không phải là rẻ đâu. Nhiều khi thì em thấy xấu thì em lại lắp lên cho khách. Nhưng có những xe thì em thấy không cần lắp, nhưng cũng có khe thì em cứ nhìn thấy mà không được đẹp thì em lại lắp lên cho nó đẹp lên. Anh ơi, dòng Brio là dòng em không có, em chỉ có Kia Rio thôi ạ. Accent tầm 300 em không có đâu, Accent tầm 300 thì em không có. Em cảm ơn anh Nguyễn Hùng Cường. Anh Khắc Cường ơi, Fortuner máy dầu thì em đang tạm hết hàng nhé. Anh Quỳnh Anh xem con Sorento 7 chỗ màu trắng 625 triệu đấy hả? Anh giữ máy giúp em hình kim một chút nhé. Em quay nốt mấy chiếc xe Cerato này thì em sẽ quay lại chiếc Kia Sorento cho anh. Các bác anh các chị vừa hỏi em Hiền Kim là chiếc xe Kia Cerato này đúng không ạ? Chiếc xe này là 2016, bản 1.6 số tự động, dòng xe phân khúc hạng C. Đây ạ, các anh các chị cùng ngắm luôn giúp em nhé. 495 triệu. Hiện tại Cerato em đang có màu trắng, màu vàng cát, màu đen. Thì chúng ta ngắm qua một vòng giúp em ạ. Như chiếc xe này là 495 triệu. Đấy, xe dòng xe phân khúc hạng C. Kênh các chị các bác có thể đến ngắm và đến xem xe trực tiếp. Xe thì đã có trang bị đầy đủ, ghế điện này, ghế nhớ hai vị trí này, cửa sổ trời đề nổ thông minh. Thì các anh các chị cũng đến ngắm, bởi vì những cái dòng xe này ấy thì nó form dáng nó rất là đẹp. Nếu mà chúng ta có thể nhìn ấy, dòng Cerato thì form dáng nó đẹp lắm. Sang ở phía bên này, một chiếc Cerato màu đen. Chiếc xe này rất là nhiều các bác anh các chị xem trả em 520 em không bán, bởi vì là xe nó đi có 1,8 vạn thôi, nên là em xin phép cả nhà là em cũng mua hơi căng giá một chút. Bán tải thì em lại đang tạm hết rồi, bán tải Fortuner máy dầu hết sạch luôn. Đây, một chiếc Kia Cerato màu đen. Chiếc xe này thì các anh các chị có thích là xuống tiền hay không thôi. Bởi vì em chỉ cần nói một câu này, xe nó đi có 1,8 vạn thôi mà sơn zin còn gần như cả xe. Sơn zin còn cả gần như cả xe, chiếm 98-99% sơn zin là anh chị biết rồi đấy ạ. Như chiếc xe này là Kia Cerato này, 2018. Xe mới đi có 1,8 vạn thôi cả nhà mình ạ. Không phải lúc nào cũng gặp được. Em mua được con 2,4 vạn em đã thấy đẹp rồi. Nhưng mà chiếc xe này nó còn đi có 1,8 vạn thôi.
dàn lốp của nó còn nguyên bản theo xe hết ạ. Các anh các chị nhìn này, từ cái la răng của nó 2018 mà chủ còn đi giữ như thế này. Em sẽ quay qua nội thất nhá, 540 triệu. Đây các chị nhìn giúp em cái ghế này. Đấy, ghế từ năm 2018 mà nó như thế này. Rồi anh chị nhìn giúp em là cái chân để chân này, cái chân phanh này, cái chân ga này mà nó còn bọc nguyên cả cái ni lông ở hãng. Thì biết là người ta đi nhiều hay đi ít thì các anh các chị cứ nhìn đấy ạ. Rồi từng cái vết bấm, từng cái cánh cửa hay là từ cái vô lăng nó không có một vết sơn. Ở chỗ này này, anh chị này, soi gương nó bóng luôn mà. Bình thường anh chị để ý nhá, nhiều xe đi là cái chỗ này nó rất hay bị xước, người ta cứ vứt chìa khóa. Nhưng riêng con xe này nó không có một vết xước ở trên xe luôn. Nên rất là đẹp luôn á. Nên là em mới nói đâu, đắt hơn 5 triệu. Thậm chí là khi nhìn chiếc xe này em biết là em mua đắt hơn 10-15 triệu, em vẫn xuống tiền em mua. Mua vì cái chất thôi anh chị ạ. Và bán cho các anh các chị đi sau chiếc xe này á thì thực sự là yên tâm luôn về đỗ con xe cũ, mà chắc chắn sẽ không ai chê được một câu gì. Và em bán cho anh chị con xe này thì chắc chắn em sẽ bán thêm được cho bạn anh chị nhiều con xe sau nữa. Nên là với chiếc xe này thì em nói là em bán để lấy thương hiệu thôi ạ. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Kia Cerato 2018 số tự động, xe chạy 1,8 vạn. Lệch 1 km em biếu anh chị về đi test thoải mái luôn. Chiếc xe này anh chị test thoải mái, còn sơn zin em chỉ nói là đến 98-99% cho em dung sai là như vậy. Còn xe không có một lỗi nhỏ, không mất một phân keo chỉ nào. Em đang chào bán tại showroom là 540 triệu. Với em chỉ nói nếu anh chị đang có nhu cầu tham khảo và đang cần chiếc xe như thế này, anh chị có thể đắn đo và sao có những con em Hiền Kim 2018 chỉ bán 520 thì em cũng xin phép là với con xe này em bán đắt hơn 10 triệu là 530 triệu, 540 triệu em bớt cho các bác từ 5 đến 10 triệu nếu mà chốt giá cuối cùng là tầm 530, 532 triệu. Thì anh chị cố gắng là thêm 5 triệu, 10 triệu anh chị lấy con xe này cho em. Và về nếu như anh chị đi kiểm tra mà chỉ cần ai nói lỗi một câu nào em bắn phun tiền, em giả thêm, em cho anh chị thêm tiền nữa. Nên là em mới nói đó là tiền nào của nấy anh chị nhá. Mua một con xe mà nó đi ít, xe nó đẹp thì anh chị bớt 5-10 triệu ấy, thì em nghĩ thêm 5-10 triệu nó cũng xứng đáng đấy ạ. À anh Nguyễn Tuấn Hưng ơi, em có việc nên là vắng mặt mất 2 hôm ở showroom. Cảm ơn anh Hiệp Trần. Anh Quản Phúc ơi, nhà em ở 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương ạ. Mấy hôm nay nếu mà anh Nguyễn Tuấn Hưng vào nhà em thì cũng thấy là cũng ít xe bởi vì là không mua được anh ạ. Cho anh xem lại con Mitsubishi 7 chỗ và con Sorento 7 chỗ. Hôm nay hình như là em xin phép cả nhà nhé. Hôm nay em like hình như là chiếm sóng của cả nhà mình hơi lâu. Bình thường ấy thì em chỉ like khoảng tầm 30 đến 35 phút thôi. Nhưng mà hôm nay em đã like lên 47 phút rồi. Thì em cho các anh các chị cho em xin thêm mấy phút nữa. Nên là chiếm sóng của nhà mình hơi lâu nhé. Cảm ơn anh Băng Sao. City màu đỏ em đang tạm hết. Cerato 2021 em còn anh Nguyễn Tuấn Hưng ạ. Anh Nguyễn Tuấn Hưng ơi, con đấy em còn nhá. Nếu mà anh đến showroom em rồi thì anh nhìn xe là biết ạ. Bọn em bán xe thì chất lượng mà. Tucson Fortuner máy dầu em đang tạm hết. Em xin phép các bác cho em quay lại hai chiếc xe 7 chỗ bởi vì các bác comment và nhắn tin cho em rất là nhiều. Đấy là chiếc xe Sorento 625 triệu và chiếc Mitsubishi 7 chỗ ngồi 685. Em chỉ nói là giá xe em còn để like để các anh các chị cảm giác là mình biết được cái giá công khai thôi. Bên em không có inbox hay là không có là giá thế nọ thái kia. Và chỉ có những cái xe đang trên đường về ấy thì em chưa nắm được cái xe đấy là về đến nhà vận chuyển bao nhiêu thì em mới không đăng giá là có thể liên hệ. Nhưng khi đã về tại showroom bên em, 100% khi em lên giá mà em chụp tại cửa hàng bên em thì tất cả giá em đều để công khai hết ạ. Cảm ơn anh Trần Tuân nhé. Tiếp tục đây ạ, bác nào vừa hỏi là muốn xem lại chiếc xe Sorento. Chiếc xe này thì thực ra là em không nhớ biển ở đâu đâu, để em kiểm tra bởi vì là không phải lúc nào em cũng nhớ hết biển đâu ạ. Chiếc xe này đăng kiểm phí đường bộ còn đến tháng 11 năm 2023. Biển của nó là 77A0649677 là Bình Định đúng không bác? Bình Định là 77. Đây ạ, như chiếc xe này là 2016 7 chỗ ngồi. Bản full ạ, anh chị nhìn giúp em này, bản full anh chị nhìn giúp em là có hệ thống rửa đèn pha tự động nhá. Nếu mà bản với lại thứ hai của nó
là hệ thống đèn bi viền LED này, cảm biến phía trước đầy đủ này. Bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có hệ thống rửa đèn pha tự động đâu. Và chiếc xe này ở nội thất thì em sẽ quay qua nhé. Xe nội thất thì có ghế điện đầy đủ này, gương cụp tự động này, ghế nhớ hai vị trí này, đấy ạ. Cân bằng điện tử này, tổ hợp phím tích hợp trên vô lăng. Có cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đây ạ, cửa sổ trời toàn cảnh nhá. Khoang này dòng xe Rodento ấy thì nó được cái ưu điểm này, option nó rất là nhiều. Option thì nó rất là nhiều, form dáng nó rất là đẹp. Các anh chị hình dung một chiếc xe mới Rodento bây giờ nó cũng rất là đắt, cũng không có rẻ. Người mua đầu tiên, năm thứ nhất, năm thứ hai thì sẽ lỗ rất là nhiều. Nhưng tầm từ đời 17, 18 quay lại đây thì nó chỉ là khấu hao theo năm thôi. Như một chiếc xe Sorento như thế này 2016 mà đẹp như thế này, giá chỉ có 625 triệu thôi các bác ạ. Rất là hợp lý đúng không? Giá chỉ có 625 triệu thôi ạ. Giá xe này em vẫn có thể thương lượng thêm được một chút nữa. Ok anh Đặng Nga, chiếc xe đấy là Tucson máy xăng anh ạ. Nếu anh chị nào cần thông tin chi tiết hơn, để lại giúp em một bình luận ở phía dưới hoặc nhắn cho em qua trang fanpage. Em sẽ gửi chi tiết hình ảnh chiếc Sorento nhé. Sang ở phía đây thì chiếc Mitsubishi Outlander này em cũng quay khá là cụ thể. Chiếc xe này thì là sản xuất 2018 2.0. Anh chị có thể so sánh này. Chiếc Santa Fe là của Hàn Quốc này, Sorento là của Hàn Quốc. Nhưng sang cái dòng xe máy Nhật này, cùng là phiên bản 7 chỗ ngồi, nhưng mà dòng xe máy Nhật nó sẽ thiên về phần máy, thiên về phần gầm, về độ tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng option của nó thì cực kỳ nghèo nàn luôn, option thì không có cái gì. Nhưng mà nếu anh chị mà muốn chạy bền này, chạy tiết kiệm nhiên liệu thì chúng ta lại lựa chọn sang dòng xe 7 chỗ của Nhật. Nhiều anh chị nói là nếu như đi cao tốc này mà chở 7 người thì chắc chắn Outlander nó sẽ ăn ít hơn là Xpander. Anh ấy chị để ý nhé, bởi vì 1.5 mà khi chúng ta đi cao tốc thì nó phải kéo lên vòng tua là 4.000, 3.000 đến 4.000 thì nó phải tầm mười mấy lít. Nhưng mà những cái dòng 2.0 này thì nó chỉ cần có 2.000 thôi nó đã lên. Thì khi chúng ta đi cao tốc thì nó chỉ rơi khoảng tầm có 6 lít thôi ạ. Đây ạ, 6 lít này, đến 7 lít trên 100 cây này. Hỗn hợp nhá, hỗn hợp là đường trong đô thị thì nó dao động khoảng tầm 10 lít. Thì các anh các chị hình dung là nếu như Xpander 7 chỗ kéo đường cao tốc lên vòng tua 3-4.000 thì nó sẽ giao phải ngốn của anh chị khoảng tầm trên chục lít. Nhưng mà với chiếc xe 2.0 lên cao tốc mà nó chỉ vòng tua có 2.000 thì chỉ có khoảng tầm đi khoảng 7 lít thôi. Đấy. Nên người ta bảo là tại sao chấm to đi cao tốc lại đỡ tốn hơn là chấm nhỏ, là vì như thế ạ. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Mitsubishi Outlander. Chiếc xe này là 2018 2.0. Em đang chào bán tại showroom là 685 triệu các bác nhé. Sang ở phía bên này, em xin phép nốt chiếc Hyundai Tucson này thì em sẽ xin phép dừng like nhé. Bởi vì là chiếm sóng của các anh các chị khá nhiều rồi ạ. Em cảm ơn anh Bảo Trần ạ. Anh ơi, chiếc Sorento là máy xăng. Camry em có anh Thắng Nguyễn ơi, Camry em còn, anh giữ máy luôn giúp em. Anh để cái hình đại diện là bác Hồ nhìn ý nghĩa thế. Rất là đẹp anh ạ. Cerato 2019 500 triệu số tự động không có, không thể mua nổi đâu anh ạ. 2019 form mới số tự động 2019 mà anh muốn mua 500 triệu là em khẳng định luôn là không mua nổi, bởi vì bản thân em cũng không mua được. Chiếc Hyundai Tucson đấy ạ, các anh các chị nhìn giúp em nhá. Chiếc xe này là form mới 2019 bản đặc biệt. Nếu 2018, 19 form cũ thì hai cái đèn nó vẫn là đèn bi tròn. Hai cái đèn nó vẫn là đèn bi tròn và nó có thêm hệ thống rửa đèn pha tự động. Nhưng mà đến năm 2019 form mới bản đặc biệt trở đi, cái la răng của nó là khác này. Anh chị có thể nhìn cái la răng hợp kim của nó là nó xoắn, nó rất là nhiều nan. Hệ thống của nó là đèn full rải LED tự động rồi. Và đặc biệt chiếc xe này là có màn hình đứng đầy đủ, cái form mặt ga lăng mới này. Model 2020 mà, chiếc xe này là model 2020. 5 chỗ ngồi bản đặc biệt 2.0 ATH. Chiếc xe này em đang chào bán tại showroom là 835 triệu. Đấy, xe này đã có cốp điện đầy đủ nhé. Bản đặc biệt thì nó là có đầy đủ hết, như cửa sổ trời toàn cảnh này, cốp điện này. Và đặc biệt là chiếc xe này thì chủ cũng đã lên bậc lên xuống. Nếu các anh các chị cần quan tâm chiếc xe này, xin vui lòng nhắn cho em một tin là gửi chúc anh thông tin của chiếc Hyundai Tucson, hoặc gọi đến số hotline là 0978 607 555 thì em sẽ kết nối và gửi đầy đủ cho anh chị. Các bác nào vừa hỏi em là
xe Toyota Camry đây ạ. Đây, như chiếc xe này là Camry. 2.5Q 2016, xe đi 4 vạn. Em đang chào bán tại showroom có giá là 810 triệu. Với chiếc xe này thì chỉ một từ là đẳng cấp và chất theo thời gian thôi ạ. Không có gì để mà chê về bàn trái để chê chiếc xe này. Rất là đẳng cấp ạ. Và còn nhiều mẫu xe nữa đang được chào bán tại showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Các bác, anh, các chị có thể đến trực tiếp showroom của bên em để tham khảo hoặc gọi điện qua số hotline 0978 607 555, hoặc có thể ấn nút đăng ký đấy ạ, ấn nút đăng ký cái trang ô tô Hiền Kim Hải Dương này. Đấy, các anh các chị search ra, ấn nút theo dõi nhá, thì những cái xe em đăng tải lên thì anh chị đều cập nhật được hàng ngày. Bên em đều áp tải xe, rồi là chi tiết cụ thể gian hàng bên em đều rất là đầy đủ. Thì anh chị có thể ghé qua showroom hoặc là có thể dành một chút thời gian để xem trên kênh của em. Và buổi báo giá tổng hợp hôm nay thì em xin tạm dừng tại đây. Kính chúc anh chị luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi báo giá tiếp theo.